Xin chào tất cả các bạn. Buổi học của chúng ta hôm nay lại được tiếp tục với các cái cấu trúc ngữ pháp tiếp theo mà tôi sẽ giới thiệu với các bạn sau đây. Trước tiên thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào học một cái cấu trúc ngữ pháp mà nó có cái dạng như sau: a sơ, ơ sơ và dơ sơ. Cái cấu trúc này thì thực ra là các bạn đã được nhìn thấy vài lần trong những cái ví dụ trước đây của chúng ta rồi. Thế nhưng ngày hôm nay thì chúng ta mới được học chính thức. Với những cái khi kết hợp với những cái phụ với những cái động từ hay là tính từ mà có kết thúc là nguyên âm a hay nguyên âm o thì nó sẽ có dạng là a sơ. Thế và với các cái nguyên âm còn lại như là nguyên âm ơ, u, ư, y thì nó sẽ biến đổi thành ơ sơ. Thế và với động từ kết thúc bằng ha tà hoặc là động từ là y tà thì nó sẽ có cái dạng là dơ sơ. Thế và cái cấu trúc ngữ pháp này sẽ có cái cách dùng y hệt như nhau, sẽ nhưng với hai cái sắc thái ý nghĩa khác nhau. Tức là về mặt ngữ pháp ấy thì nó giống nhau, tức là cái cách biến đổi của nó giống nhau, thế nhưng về mặt ngữ nghĩa thì nó sẽ có hai hai cái loại ngữ nghĩa khác nhau mà chúng ta tùy theo từng ngữ cảnh chúng ta sẽ phải phán đoán xem là nó thuộc cái ngữ nghĩa như thế nào. Trước tiên là trường hợp vì A nên B, tức là nó là cái cấu trúc vì A nên B, nó là một cái cấu trúc liên kết câu, liên kết giữa hai mệnh đề trong câu. Mà cái ơ sơ này nó sẽ có ý nghĩa như là vì trong tiếng Việt của chúng ta, đằng trước đó là nguyên nhân và đằng sau là kết quả, nguyên nhân hay là lý do thì là và đằng sau nó là kết quả. Thế đó là cái cách sử dụng. Và bây giờ mời các bạn đi vào các cái ví dụ cụ thể. Ví dụ đầu tiên, các bạn đọc cùng tôi nhé. Nứt kêu hòa sơ chơi sông hàm nì tà, nứt kêu hòa sơ chơi sông hàm nì tà. Có lẽ là chúng ta đọc là hết một lượt đã, xong sau đó thì là tôi sẽ giải thích nghĩa sau. Nan siga an joa sơ nôn lơ an cắt sửm nì tà, nan siga an joa sơ nôn lơ an cắt sửm nì tà. Yên si bi công bu hay sơ chôn sân kia cơ, xin lỗi các bạn, chôn sân cho cơ bà tắt sửm nì tà. Yên si mi công bu hay sơ chôn sân cho cơ bà tắt sửm nì tà. 시간이 없어서 친구를 만나지 않았어요. 시간이 없어서 친구를 만나지 않았어요. 내일이 일요일이어서 늦잠을 자겠습니다. 내일이 일요일이라서 늦잠을 자겠습니다. Đó là 5 cái ví dụ trong cái phần cái cấu trúc này. Nực tà các bạn đã học rồi, là có nghĩa là muộn, vì đến muộn cho nên là tôi xin lỗi vì đã đến muộn. Thế và cái ô tà ở đây là cái a ơ sơ này nó kết hợp với cái động từ ô tà, vì cái nguyên âm của nó là ô, thế cho nên là kết hợp với a và sơ ở đằng sau. Tiếp theo, ví dụ tiếp theo. 날씨가 안 좋아서 놀러 안 갔습니다. Thời vì thời tiết không tốt thì cho nên là tôi đã không đi chơi. Trong cái câu này thì chúng ta đã sử dụng hai, chúng ta đã có gọi là như thế nào, ba cái cấu trúc ngữ pháp. Thứ nhất là cấu trúc phủ định an 좋아서 안 갔습니다. Thế và thứ hai là 좋아서 vì không tốt. Thế và thứ ba là cái quá khứ, cái đuôi câu quá khứ. Thế tức là trong một câu người ta có thể kết hợp rất nhiều các cái cấu trúc ngữ pháp vào với nhau để nói thành một câu phức hợp. Như vậy thì thời tiết không tốt thì cho nên là tôi đã không đi chơi. Câu thứ ba. 열심히 공부해서 좋은 성적을 받았습니다. 열심히 là chăm chỉ, nhưng đây là thì ở dưới dạng phó từ, từ nguyên dạng của nó là 열심하다. 열심하다 có nghĩa là chăm chỉ. Thế và khi nó biến sang thành dạng phó từ đứng trước động từ thì nó sẽ có dạng là 열심히 공부해서, vì đã học chăm chỉ.
좋은 성적을 받았습니다. 성적 ở đây có nghĩa là thành tích, hay là người ta thường chỉ là cái điểm điểm trong học tập, cái kết quả học tập mỗi kỳ đấy thì gọi là sân chất. Thế và chuột thà là tốt. Thế nhưng ở đây chúng ta đã, các bạn thấy là nó đã có một cái dạng là chôn sân chất. Cái dạng này thì các bạn chưa được học, nó là cái định ngữ, tức là nó lại đứng trước danh từ, động động hoặc tính từ đứng trước danh từ để bổ ngữ cho cái danh từ đó, thì nó sẽ chúng ta sẽ học trong một cái bài sau. Tức là câu này nghĩa là gì nhỉ? Vì học chăm chỉ thế cho nên là tôi đã nhận được kết quả tốt, tôi đã có được cái điểm tốt. Phạt tà tức là nhận. Câu tiếp theo. 시간이 없어서 친구를 만나지 않았어요. 시간이 없어서, vì không có thời gian, cho nên là tôi đã không gặp bạn. Manata là gặp, 친구 là bạn. 내일이 일요일이라서 늦잠을 자겠습니다. 내일 là ngày mai đúng không các bạn? 내일, vì ngày mai là chủ nhật, 일요일, 일요일 là chủ nhật. Vì ngày mai là chủ nhật thế cho nên là tôi sẽ ngủ muộn. Các bạn có thấy cái từ nịt tà đây không ạ? Nịt chàm, nịt tà thì giống với cái từ nịt ở trên này, nó cũng đều là muộn. Thế nhưng ở đây nó đã kết hợp với từ chàm. Chàm có nghĩa là giấc ngủ, ở dạng danh từ đó. Thế và nếu mà ở dạng tính từ, à quên, xin lỗi các bạn, nếu mà ở dạng động từ thì nó sẽ là như thế này, chà tà thôi, nó cũng là động từ. Thế nhưng khi các bạn muốn nói chà mưa chà tà, nó cũng là động từ, à nó cũng là cái động từ ngủ. Thế và cái cham này nó có nghĩa là giấc ngủ, tức là ngủ ở dạng danh từ. Thế và khi kết hợp từ nịt tà muộn này, bỏ cái tà đi và kết hợp với cái cham này thì nó sẽ trở thành nịt cham chà tà, có nghĩa là ngủ muộn, ngủ dậy muộn. Thế và ở câu này là nè đi thì đầu sau là cha mưa chả cái gì cả, ngày mai là ngày chủ nhật thì cho nên tôi sẽ ngủ muộn. Đó là toàn bộ cái ví dụ mà tôi đã lấy ra để tiêu biểu cho một số những cái trường hợp sử dụng cái cấu trúc a ơ sơ, tức là cấu trúc vì a nên b. Và các bạn chuyển sang một cái trường hợp tiếp theo của a ơ sơ. Với một cái ngữ pháp, cái cấu trúc ngữ pháp giống hệt như trên, thế nhưng nó sẽ được sử dụng với cái nghĩa là và sau đó, tức là nó sẽ là cái kết từ, cái liên từ nối giữa hai động từ với nhau, hai động từ hoặc là hai tính từ với nhau, để chỉ hai cái hành động liên tiếp xảy ra. Và hành động trước thì luôn luôn là phải giải, tức là hành động mà đứng trước cái âu sơ đó thì luôn luôn phải là cái hành động xảy ra trước, và cái động từ và cái hành động mà đứng đằng sau cái âu sơ này thì phải là hành động xảy ra sau. Thế và như trong tiếng Việt của chúng ta đấy thì có thể dịch ra là rồi thì, hay là và sau đó, tùy theo ngữ cảnh mà chúng ta có thể có những cái cách dịch linh hoạt khác nhau. Thế và bây giờ các bạn đi vào những cái ví dụ cụ thể để cho chúng ta dễ hình dung. 집에 가서 쉬세요. 집에 가서 쉬세요. 집에 가서, đi về nhà rồi hãy nghỉ ngơi. Anh hãy đi về nhà rồi hãy nghỉ ngơi. 쉬다 là nghỉ. Các bạn thấy ở đây thì chúng ta có thể dễ nhầm với cái từ dễ. Không biết các bạn còn nhớ không, từ dễ là sịp tà. Thế nhưng mà khi chia với các cái đuôi câu khác nhau đấy thì nó cũng sẽ, cái phiệp nó sẽ bị bỏ đi. Thế cho nên là các bạn dễ nhầm sang. Thế nhưng mà đây trong trường hợp này thì nó là hai cái từ khác nhau. Suy tà có nghĩa là nghỉ. Thế còn sịp tà có nghĩa là dễ. Tôi sẽ viết ở đây để cho các bạn tiện phân biệt nhé. Suy tà là nghỉ. Thế còn sịp tà thì có nghĩa là dễ. Thế và câu tiếp theo. 오빠를 만나서 영화를 같이 봤어요. 오빠를 만나서 영화를 같이 봤어요.
oppa trong tiếng Hàn có nghĩa là anh. Ở trong trường hợp này thì thường là em gái gọi anh trai, anh ruột của mình đó là anh, thì dùng cái từ oppa. Hoặc là những cái với những cái người con trai và con gái và có quan hệ bạn bè thân thiết ấy, thì người ta cũng gọi người con gái cũng gọi người con trai là oppa. Thế thế cơ, nhưng mà trong nếu như là em trai mà gọi anh trai thì sẽ dùng một từ khác, dùng một từ khác mà tôi sẽ viết ra đây để cho các bạn ghi lại. Hiêng, hiêng, các bạn đọc là hiêng, hiêng, tức là con trai gọi con trai là anh thì sẽ dùng từ hiêng, thế còn con trai à, con gái gọi con trai là anh thì sẽ dùng từ oppa. Thế và thường là người có cái quan hệ là người yêu của nhau đấy thì người ta cũng thường dùng cái từ oppa này. Ở đây là 오빠를 만나서 영화를 같이 봤어요. Gặp anh, tôi gặp anh rồi đã chúng tôi đã cùng xem phim với nhau. Nhưng hoa là phim, catchy là cùng cùng nhau, pastel cũng đã cùng xem phim. Phim lại đằng sau cái từ phim đã có từ r là để chỉ cái yêu hoa này, là bổ ngữ cho cái động từ bô tả. Các bạn nhớ điều đó. Tôi thường xuyên nhắc đi nhắc lại để cho các bạn ghi nhớ được kỹ cái những cái phụ từ này, bởi vì nó là cái phần rất là quan trọng trong tiếng Hàn. Câu ví dụ thứ ba. 음식을 만들어서 이웃에게 나누어 줍니다. Các bạn đọc lại một lần nữa. 음식을 만들어서 이웃에게 나누어 줍니다. 음식 là món ăn. 만들다. 만들다 có nghĩa là làm. Làm ở đây thì cái từ làm này thường là dùng trong các trường hợp là làm một cái gì đó, chứ không phải là cái ha tà như là các cái động từ mà danh từ ghép với đuôi ha tà thì trở thành động từ. Cái đó, cái ha tà bản thân cái đuôi ha tà đấy nó cũng có nghĩa là làm, ví dụ như là hiru ha tà tức là làm việc, hay là súc chê ha tà là làm bài tập, hay là ví dụ như là senkak ha tà chẳng hạn, thì cái senkak nó là suy nghĩ. Thế còn khi gắn cái đuôi ha tà vào thì nó sẽ trở thành động từ, biến cái senkak nó trở thành động từ là cái động từ nghĩ. Thế và còn cái trường hợp cái từ màn tương tả ở đây thì người ta thường dùng với những cái trường hợp là làm ra một cái gì đó, thì là ví dụ như là làm món ăn này, hay là làm tức là làm ra một cái sản phẩm gì đấy chẳng hạn, thì khi đó người ta thường sử dụng cái từ màn tương tả. Các bạn chú ý là như vậy. Thế và trong trường hợp này vì cái nguyên âm của cái từ tơ này nó là nguyên âm ư, thế cho nên nó sẽ kết hợp với đuôi câu là ơ sơ màn từ đờ sơ. Iút xê kê nà nua chùm nì Iút có nghĩa là hàng xóm, danh từ, đây là danh từ hàng xóm. Thế và nà nua chù tà là chia sẻ. Nà nua chù tà, nà nu tà, vốn dĩ nà nu tà là chia. Phép chia cũng dùng cái từ nanuta này các bạn, chia. Thế nhưng mà ở đây tôi đã kết hợp với cái a chu ta có nghĩa là cho đó, thì là chia sẻ cho ai cái gì đó. Thì ở đây là tôi đã làm món ăn rồi tôi chia sẻ cho những cái người hàng xóm của tôi. Yuse kê, cái e kê ở đây có cái nghĩa là cho ai, với ai. Tôi đã chia sẻ cho những người hàng xóm của tôi. Ví dụ tiếp theo. 공부해서 잠들었어요. 공부해서 잠들었어요. Trước ở cái ví dụ những cái ví dụ trước thì tôi đã nói với các bạn tràm là danh từ của cái động từ trà đúng không? Tức là giấc ngủ. Thế và tràm tươn tả có nghĩa là tức là tôi bị chìm vào giấc ngủ, hay là tôi đi vào giấc ngủ. Những cái trường hợp như thế thì chúng ta dùng cái từ chàm tư tả, chứ nó không đơn thuần là ngủ. Thế ở đây là tôi học bài, đang học bài rồi ngủ lúc nào không biết, tôi bị chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Những cái trường hợp như thế thì chúng ta sử dụng cái từ chàm tư tả. Các bạn đọc lại một lần nữa nhé. 공부해서 잠들었어요. 잠들었어요 là tôi đã bị chìm vào giấc ngủ. 공부해서, 공부하다 đuôi ha kết hợp với yo sơ, thế và nó có dạng là 공부해서, 공부해서. Ví dụ tiếp theo. 제가 전화해서 물어보겠습니다. 제가 전화해서 물어보겠습니다.
Chị Ga là tôi đúng không các bạn? Chân Hoa Tà là gọi điện thoại. Tôi sẽ gọi điện thoại và sẽ thử hỏi xem sao. Muro Pukis Tà. Một Tà. Ở đây một Tà có nghĩa là hỏi. Động từ nguyên thể của nó là một Tà có nghĩa là hỏi. Thế nhưng đây là một cái dạng động từ đặc biệt mà có cái phụ âm, có cái bạt chim là thi gật. Thế cho nên là cái thi gật này sẽ biến mất và thay vào đó là liền. Thế và kết hợp với a pô già, tức là thử thử làm cái gì đó, là đây là thử hỏi đó, thì nó sẽ có dạng là mura pô và kết, tức là sẽ mura pô kết thì mình ta, tôi sẽ thử hỏi xem sao. Những cái trường hợp động từ đặc biệt như thế này thì cách dùng của nó thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn trong bài sau. Và hôm nay trước tiên thì các bạn cứ học thuộc cái kết cấu đó đi đã. Thử hỏi là mura pô tả. Mura Bồ Tát, các bạn nhớ nhé. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Đó là ư và rư. Là chúng ta đã gặp hai cái tiểu từ này rất nhiều rồi. Nó đứng sau danh từ để bổ nghĩa cho động từ và có cái tác dụng là chỉ ra cái từ đứng trước nó là bổ nghĩa cho cái động từ đằng sau. Các bạn đọc ví dụ cùng với tôi. 저는 옷을 삽니다. 저는 옷을 삽니다. 마이 씨는 한국을 좋아해요. 마이 씨는 한국을 좋아해요. 지수 씨는 밥을 먹어요. 지수 씨는 밥을 먹어요. 선생님은 강의를 합니다. 선생님은 강의를 합니다. 학생은 글씨를 씁니다. 학생은 글씨를 씁니다. Trong những cái ví dụ này thì hầu hết là những cái từ các bạn đã biết, thế cho nên là chắc các bạn cũng có thể dịch ngay ra được. Cho nên ốt xuân xăm mì tả là tôi mua áo, xa tả là áo. Các bạn chú ý, tôi sẽ đánh viết ra đây để cho các bạn có thể dễ phân biệt. Xa tả là rẻ. Thế và xa tả, à xin lỗi các bạn, xa tả là mua. Xóa cái chữ này đi. Tôi sẽ viết lại. Xin lỗi các bạn. Xa tả có nghĩa là mua. Thế và xa tả tức là nó chỉ khác cái chữ xăng xiọt xiọt thôi. Xăng xiọt thôi. Xa tả có nghĩa là rẻ. Rẻ và đắt đó. Thế và đắt là phi xa tả. Chúng ta có như những cái trường hợp mà từ đối nghĩa hoặc là những cái từ chữ nó giờ gần giống nhau thì chúng ta nên học cùng một lúc để chúng ta sẽ dễ phân biệt hơn, chứ học tách những cái trường hợp này ra thì sau này các bạn rất là dễ dễ lẫn, mình không nhớ là à, cái này là cái gì nữa. Thì chúng ta học liền một lúc như thế này à, thì xong chúng ta có thể ghi nhớ vào đầu đó là cái này, tức là ghi đi học liền một lúc thì chúng ta sẽ dễ phân biệt hơn và sẽ dễ nhớ hơn. Đấy là theo cái kinh nghiệm học của tôi là như vậy đó. Các bạn nhớ nhá, cái một cái từ một chữ xiọt là sa tà thì là mua, thế còn xăng xiọt sa tà là rẻ, thế và thêm chữ pi ở đằng trước, pi sa tà thì có nghĩa là đắt, hay ở trong Nam thì gọi là mắc đó. Ví dụ tiếp theo các bạn xem. Mai si nên han cu cứ chua hèo. Mai si tức là chị Mai hay là bạn Mai. Cái si này người ta thường dùng đứng để đặt đằng sau cái tên của một người nào đó khi mà chúng ta mới gặp, mà chúng ta không biết được là họ tuổi tác hay là cái chúng ta không biết phải xưng hô như thế nào ấy, thì thường là ở cái cách dùng lịch sự thì người ta hay gắn cái từ si vào, có thể dùng cho cả nam và nữ, thường là đứng đằng sau tên. Các bạn nhớ như vậy, Mai Si tức là chị Si, à chị Mai hay là bạn Mai. Hàn Quốc cư trù rất là thích Hàn Quốc, chị Mai rất là thích Hàn Quốc. Chi su si nên bà bơ mờ gọi. Cái ví dụ này thì dễ quá đúng không các bạn? Bạn chi su thì ăn cơm. Sơn danh ni mơn khá người rơ ham đi ta.
Sơn Thanh Niêm là thầy giáo hay là cô giáo, Cà Ngơi là giảng giảng bài đó, Cà Ngơi rơi ha tả là giảng bài. Thế còn Cà Ngơi danh từ với nghĩa là danh từ thì nó là buổi giảng. Ví dụ tiếp theo, Học sinh ngân cương si rơi xâm nhị tả. Học sinh ngân cương si rơi xâm nhị tả. Học sinh là học sinh, cương si là chữ và sư tả là viết. Các bạn còn nhớ sư tả có ba nghĩa là như thế nào không ạ? Sư tả là viết, là sử dụng, và đắng có ba nghĩa là như vậy, và ở đây nó có nghĩa là viết. Và chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là cái cấu trúc mô mô cô xịp tả, tức là muốn. Mô mô cô xịp tả tức là trước cái cấu trúc này các bạn sẽ gắn liền với động từ hay là tính từ, thế và nó không có cái biến đổi gì đặc biệt cả, các bạn chỉ cần để nguyên cái động từ nguyên dạng và bỏ đuôi tả đi là được. Ví dụ cụ thể các bạn sẽ xem một số ví dụ như sau. 저는 반지를 사고 싶어요. 저는 반지를 사고 싶어요. 한국에 가고 싶어요. 한국에 가고 싶어요. 선생님을 만나고 싶어요. 선생님을 만나고 싶어요. 돈을 많이 벌고 싶습니다. 돈을 많이 벌고 싶습니다. 아이스크림을 먹고 싶어요. 아이스크림을 먹고 싶어요. Về từ mới thì trong này có một số cái từ mới là phàn chi là nhẫn, và như vậy là xa cả chúng ta vừa mới học ở phần trên là mua. Tôi muốn mua nhẫn. 반지를 사고 싶어요. 한국에 가고 싶어요 là tôi muốn đến Hàn Quốc. Tôi muốn đi Hàn Quốc. Ở trong tiếng Việt của chúng ta thì cái từ đi và từ đến ấy, thì nó được dùng theo tức là có những cái trường hợp mà nó có thể dùng lẫn được cả đi và đến. Ví dụ nói là tôi muốn đi Hàn Quốc hay là tôi muốn đến Hàn Quốc thì đều có thể được. Thế thì nhưng mà trong tiếng Hàn ấy, cái từ đi và đến nó sẽ được sử dụng tùy theo cái mục đích đến đó. Ví dụ như tôi đang ở một nơi khác mà tôi muốn đi một cái tôi muốn muốn đến một cái nước nào đó chẳng hạn, tức là tức là từ một cái địa điểm mà mình đang ở ấy mà mình muốn đến một cái địa điểm khác ấy, thì luôn luôn phải dùng từ ca tà, tức là đi. Thế còn khi mà mình đến tại cái địa điểm đó rồi, mình đứng tại cái địa điểm mà mình muốn đến đó rồi, thì khi đó chúng ta mới được dùng cái từ ô tà, tức là từ đến. Tức là nó căn cứ vào cái điểm nói, tức là cái điểm mà chúng ta đang 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 tồn tại và đứng ở đó để và nói về cái hành động đi hay là đến đó. Thế cho nên các bạn lưu ý cái điều đó để sử dụng. Tức là một cái hành khi mà chúng ta đứng ở một nơi khác mà chúng ta muốn nói là chúng ta muốn đi hay muốn đến đến một cái nơi khác đó, thì khi đó dùng từ kata. Thế và khi chúng ta đã đến tại cái địa điểm đó rồi, đứng tại cái địa điểm đó rồi, và chúng ta nói là chúng ta đến đây hay là chúng ta muốn đến đây hay là chúng ta sẽ đến đây, thì lúc đó chúng ta mới được phép dùng cái từ ota. Các bạn nhớ cái địa điểm đó nhé. Ví dụ thứ ba, 선생님을 만나고 싶어요. 선생님을 만나고 싶어요. Tôi muốn gặp thầy giáo. 돈을 많이 벌고 싶습니다. 돈을 많이 벌고 싶습니다. Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền. 돈 là tiền, 많이 là nhiều, 벌다 là kiếm. Ví dụ cuối cùng, 아이스크림을 먹고 싶어요. Ice cream, không biết là các bạn có thể đoán được ra không? Đây chính là từ kem mà phiên âm từ tiếng Anh sang ice cream. Ice creamer 먹고 싶어요. Tôi muốn ăn kem. Chúng ta chuyển sang cái cấu trúc tiếp theo nữa, đó là cái động từ liên kết giữa các cái mệnh đề và các cái động từ hay là danh từ với nhau, đó là từ và. Và với trường hợp là danh từ miêng xa có nghĩa là danh từ, thì chúng ta sẽ khi mà muốn biểu thị cái liên kết câu đó, liên kết từ đó, là và ấy, thì chúng ta sẽ dùng là haco, kết hợp thẳng với cả danh từ mà không có cái biến đổi gì cả. Thế là với động từ và tính từ thông ra và khiêng nhung ra thì chúng ta sẽ bỏ tà đi và cộng với cô thôi, tức là cũng bỏ cái ha này đi, thì chúng ta sẽ có được cái
liên kết từ. Các bạn xem cái ví dụ cụ thể nhé. Chúng ta sẽ đọc liền một lượt, xong đó tôi sẽ phân tích nghĩa sau. 베트남 음식은 어때요? 싸고 맛있습니다. 베트남의 특징 음식은 무엇이 있습니까? 퍼하고 문자가 있습니다. 무엇을 샀습니까? 청바지하고 모자를 샀습니다. 그 아가씨는 어떠세요? 그녀는 착하고 예쁩니다. 당신의 취미는 무엇입니까? 아주 많습니다. 책하고 영화하고 여행하고 음악도 좋아합니다. 아, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích các cái ví dụ. 베트남 음식은 어때요? Câu này chắc là các bạn cũng có thể dịch được ngay đúng không? À, vì toàn những cái từ mà chúng ta đã biết rồi. 어때요 là như thế nào? 베트남 음식은 어때요? Món ăn Việt Nam như thế nào? 싸고 맛있습니다. Vừa rẻ, tức là rẻ và lại ngon nữa. 싸 tả là rẻ. Thế và đây là tính từ thì cho nên là chúng ta kết hợp với từ cái giới từ 고 맛있다 là ngon. 베트남의 특징 음식은 무엇이 있습니까? 베트남의 특징 음식, 특징 có nghĩa là đặc trưng. Các bạn có thấy cái âm nó rất là giống nhau đúng không? Những cái từ trường hợp những như thế này thì chúng ta có thể học thuộc rất là dễ. À, chúng ta các bạn khi mà học ấy thì cố gắng liên tưởng một chút đến cái tiếng Hán Việt của chúng ta để chúng ta dễ ghi nhớ hơn. Món ăn đặc trưng của Việt Nam thì có những cái gì nhỉ? 무엇이 있습니까? 무엇 là có. À, xin lỗi các bạn, 무엇 là gì? Có cái gì? 무엇이 있습니까? Và phở 하고 문자가 있습니다. Phở là danh từ thì cho nên là chúng ta có cái từ 하고, phở 하고 문자가 있습니다. 무엇을 샀습니까? Anh hay chị mua cái gì đấy? Đã mua cái gì đấy? 청바지하고 모자를 샀습니다. 청바지 là quần bò, 모자 là mũ. Tôi đã mua quần bò và mũ. 청바지하고 모자를 샀습니다. 그 아가씨는 어떠세요? 그 아가씨는 어떠세요? 어떠세요 và 어때요 là cùng một cái nghĩa như nhau, tức là như thế nào. Thế nhưng 어때요 là cách dùng kết hợp với đuôi câu a ơ yo và ở cái mức độ kính trọng, vẫn là kính trọng thế nhưng mà thân mật. Thế còn 어떠세요 là với những cái người mà mình cần phải tỏ ra là kính trọng, như trong gặp lần đầu hay là những cái người lớn tuổi chẳng hạn. Thì vì cái động từ nguyên thể của nó là ötta, thế nhưng mà khi mà kết hợp với aoyo thì nó có dạng là ötteo, còn khi kết hợp với cái momoseo, tức là cái kính trọng hơn đó, thì nó sẽ có dạng là ötteo và cái hiệt đã hoàn toàn bị mất đi. Cô gái đó như thế nào? Kuniyanen chakhago yeppumnida. Kuniyanen là đại từ nhân xưng ngôi thứ ba, tức là nia, tức là nữ, tức là cô đấy đấy, cô ấy. Thì chắc ha tà là hiền và nhiệt bư tà là đẹp, vừa đẹp vừa hiền và vừa đẹp, hay là vừa xinh, vừa hiền và vừa xinh. Câu ví dụ cuối cùng, thằng xin chi mi ni mua xin mi cá. Thằng xin là đại từ nhân xưng ngôi thứ hai, chi mi là sở thích. Sở thích của anh là gì? Sở thích của bạn là gì? Aju man sumida, rất là nhiều. Sở thích của tôi thì rất là nhiều thứ. Check hago, yeung hoa hago, yeoheng hago, umak to jwaamnida. Check là sách, yeung hoa phim, yeoheng là du lịch, umak là âm nhạc. Sở thích của tôi thì rất là nhiều. Sách này và phim ảnh này, đi du lịch và cả âm nhạc rồi cũng rất là thích. Âm nhạc tô ở đây có nghĩa là cũng. Âm nhạc tô, cả âm nhạc tôi cũng rất là thích. Đó là những cái ví dụ trong cái trường hợp mà các bạn sử dụng cái liên từ mùa cô và mùa hao cổ. Tiếp theo,
Tiếp theo thì chúng ta học một cái nó gọi là một cái phụ từ mà tôi vừa mới nói với các bạn là tô, tức là cũng. Cái này thì nó không có một cái biến đổi gì về mặt ngữ pháp liên quan đến các cái động từ hay tính từ đứng đằng trước nó cả. Mà các bạn muốn nhấn mạnh ở đâu, ở danh từ nào thì chúng ta đặt đằng sau cái danh từ đó. Và với có cái ý nghĩa là cũng. Ví dụ thứ nhất, 이수정 씨는 베트남어를 잘하는군요. 이수정 씨는 베트남어를 잘하시는군요. 저도 베트남어를 잘 알아요. Chị Yisu Trang rất là giỏi tiếng Việt đúng không? Thật là giỏi tiếng Việt, đó là câu cảm thán mà. Thật là giỏi tiếng Việt. 저도 베트남어를 잘 알아요. Tôi thì cũng rất là biết, tôi cũng rất là giỏi tiếng Việt. Người Hàn ấy thì người ta nói trong cái cách nói giỏi một cái ngoại ngữ nào đó thì ngoài cái cách là nói là 베트남어를 잘 하다, tức là giỏi giỏi tiếng Việt, thì nó còn có cách nói là biết nữa, có cái từ biết alta, Vietnamer chal alta cũng cũng có cái nghĩa là giỏi tiếng Việt. Chờ tôi Vietnamer chal alta, tôi cũng biết tiếng Việt Nam rất là tốt. Ví dụ thứ hai, thằng sinh đô nhớ kia ở tất kê hoạt sở, thằng sinh đô nhớ kia ở tất kê hoạt sở nè, cho nên y chip chui nơi chín cùi người ta. Thằng sinh là đại từ nhân xưng ngôi thứ hai đúng không các bạn? Anh tại sao lại cũng có mặt ở đây, tại sao lại cũng đến đây, nhờ kỳ đến đây. Và ở tất kê nó có nghĩa là như thế nào. Thế nhưng đây chính là cái câu hỏi, nó đặt trước động từ và nó chính là cái câu hỏi, gọi là một nói một cách lịch sự, là cái câu hỏi tại sao đấy. Nếu như chúng ta hỏi là tại sao lại đến đây thì nghe nó có vẻ hơi thất lễ, thế và nó để mềm hóa cái câu đó đi thì chúng ta sử dụng cái từ ở tất kê. Làm thế nào mà anh lại có mặt ở đây? Làm thế nào mà anh lại đến đây? Nè, chờ nên y chim chú ý này chín quỷ mình là. Vâng, tôi là bạn của chủ nhà. Y chúc chip chú ý. Chip là nhà đúng không các bạn? Chú ý là chủ nhân, tức là chủ nhân ngôi nhà đó. Tôi là bạn của chủ nhân ngôi nhà này. Ví dụ thứ ba, cứ bù ni chăm á rưm tạp quần nhỏ. Cứ bù ni chăm á rưm tạp quần nhỏ. Nè, mà tôi yêu ta. Kupun là chỉ người, pun cũng là người, thế nhưng mà ở dạng kính trọng hơn. Là cái chị đó, hay là cái anh đó, hay là cái, nếu như mà chúng ta nói một cách khách quan thì có thể là cái vị đó thì thật là đẹp. Thế chăm ở đây có nghĩa là thật là, động từ, nó là một cái phó từ cảm thán đứng trước, luôn luôn đứng trước tính từ. Chăm arum tạp quần nhỏ, thật là đẹp. Nè, mà tô dẹp bùm gì ta. Vâng, cả tấm lòng cũng rất là đẹp. Mà âm là tấm lòng. Đó là những cái ví dụ mà tôi đã lấy cho cái trường hợp là mô mô tô là có ý nghĩa là cũng. Tiếp theo, mời các bạn sang một cái đuôi câu là cũng với cái sắc thái lịch sự. Thế nhưng đây là đuôi câu mệnh lệnh, tức là nói khi mà nói với cái đối phương là hãy làm một cái việc gì đó nhưng để vẫn tỏ ra là lịch sự và kính trọng người ta, thì các bạn hãy 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 dùng cái đuôi này. Đây là cái mức kính trọng cao nhất, còn trên cả cái momo seyo, seyo cũng là kính trọng và cũng có cái sắc thái là của đuôi câu mệnh lệnh. Thế nhưng mà momo shipyo thì là có cái sắc thái kính trọng cao hơn, và nguyên dạng của nó là piep và seyo. Thế nhưng nó lại để kính trọng hạ cao hơn nữa thì người ta lại gắn thêm với cái si này nữa, thành ra nó sẽ có cái dạng là sipsio, mua mua sipsio đấy, sipsio. Thế và khi cái động từ đó kết thúc bằng một nguyên âm thì các bạn sẽ gắn với cái đuôi là sipsio, sipsio. Thế và động từ nó là một phụ âm, kết thúc bằng một phụ âm thì chúng ta sẽ thêm ư đằng trước vào, mua mua ư sipsio. Mời các bạn đi vào cái ví dụ cụ thể để chúng ta dễ hình dung hơn. Các bạn đọc cùng tôi nhé. Phòng anh에 들어가십시오. Phòng anh에 들어가십시오. Anh에서를 잘 이끄십시오. Anh에서를 잘 이끄십시오. 수업 시간에 핸드폰을 끊어주십시오. 수업 시간에 핸드폰을 끊어주십시오. 앉아서 기다려 주십시오. 앉아서 기다려 주십시오.
소리를 줄여 주십시오. 소리를 줄여 주십시오. Phòng ở đây có nghĩa là phòng. Phòng ăn nè là trong phòng ăn, tức là ngoài cái nghĩa là phủ định, tức là không đứng trước động từ ra, khi mà nó đứng sau danh từ thì nó còn có một nghĩa nữa là trong, ở phía trong á. Thì an an nê, tức là ê ở đây thì là để chỉ cái địa điểm nào đấy. Tura ka sipsio, tura ka ta là đi, đi ra, đi vào. Đây ở đây chờ trong cái câu này á thì là có nghĩa là xin mời anh, mời chị hãy đi vào trong phòng. Thế và tôi nói thêm một chút về cái việc sử dụng ka ta và ô ta. Nếu như khi chúng ta nói một cái hành động, chỉ một cái hành động nào đấy mà nó, tức là nó hướng ra ngoài, nó hướng ra không, tức là nó thoát ra khỏi cái bản thân của ta ấy, của mình ý, thì chúng ta sẽ dùng ka ta. Thế còn khi cái hành động đấy nó hướng về mình thì chúng ta sẽ dùng là ô ta. Ví dụ như là trong trường hợp này là tư đơ ka ta và tư đơ ô ta. Nếu như chúng ta nói với một ai đó là đi vào trong phòng hay là đi ra đâu đấy mà gọi là thoát ra khỏi cái vị trí mà chúng ta đang đứng ấy, thì chúng ta sẽ dùng tura kata. Thế còn khi chúng ta nói với một người nào đó là hãy đi vào đây, tức là hãy đi vào phía của chúng ta đấy, thì lúc đó chúng ta sẽ dùng tura ota. Tức là cùng một cái câu, có khi là nếu như trong tiếng Việt của chúng ta có thể chúng ta nói là như là cùng dịch có thể là như nhau. Thế nhưng trong tiếng Hàn thì chúng ta phải có chú ý cái cách dùng kata và ota như vậy. Ví dụ thứ hai, 안내서를 잘 읽으십시오. 안내서 là giấy hướng dẫn, 안내 là hướng dẫn. Thế còn 서 thì ở đây thì chính là cái từ nếu mà trong tiếng Hán ý, tức là thư, tức là văn tự đó, thì là 안내서 là giấy hướng dẫn, bản hướng dẫn. 잘 읽으십시오, 잘 là ở đây có thể nói là kỹ hay là kỹ đó. Còn 읽다 là đọc. Xin hãy đọc kỹ cái giấy hướng dẫn. Vì ở đây là kết thúc bằng kiok, thế cho nên là nó đã có thêm cái ư, nguyên âm ư này vào giữa cái sipsio. Các bạn chú ý. 안내서를 잘 읽으십시오. Ví dụ thứ 3, 수업 시간에 핸드폰을 끊어주십시오. 수업 시간 là trong giờ học. 수업 시간에 trong giờ học. 핸드폰 đây là chính là tiếng Anh người ta phiên âm ra, đó là điện thoại di động, điện thoại cầm tay đó. 끊어 주십시오. 끊다 có nghĩa là tắt. Động từ nguyên thể là 끊다, có nghĩa là tắt. Trong giờ học thì xin mời hãy tắt điện thoại di động. 앉아서 기다려 주십시오. 앉아서 기다려 주십시오. 앉아서, 앉다 là ngồi. Và 앉아서 đây là chính là cái cấu trúc a ơ sơ và đấy chúng ta học đấy, là sự liên kết giữa hai động từ. Xin mời ngồi và đợi, hãy đợi cho. 기다리다. 기다리다 là đợi. 기다리다. Thế và nó kết hợp với a ơ chu ta. Xin hãy đợi cho, thì chúng ta có cái dạng là 기다려 주다. 기다려 주다. 소리를 줄여 주십시오. 소리 là âm thanh, là tiếng. Ví dụ như khi mà có tiếng đài nó to quá chẳng hạn thì chúng ta nói như vậy. 소리를 줄여 주십시오. Xin hãy giảm cái âm thanh xuống cho, xin hãy giảm tiếng xuống cho. 줄여 주다. 줄다. À, 줄이다. Cái động từ nguyên dạng của nó là 줄이다. Có nghĩa là giảm, giảm xuống. Và kết hợp với a ơ yo, à xin lỗi các bạn, kết hợp với a ơ chu ta thì nó sẽ là chu ria chu ta. Chúng ta sang một cái phần ngữ pháp cuối cùng trong bài ngày hôm nay. Cái đuôi gọi là seyo như tôi đã nói ban nãy thì nó là đuôi câu mệnh lệnh và cũng là ở mức cấp độ kính trọng, thế nhưng mà sau kém hơn một chút so với cái momo sipsio. Cái CO này thì các bạn có thể kết hợp luôn thẳng với động từ mà nó cũng không có biến đổi gì cả. Các bạn đọc ví dụ cùng tôi nhé. 지금 저는 시간이 없어서 내일 다시 전화해 주세요.
지금 저는 시간이 없어서 내일 다시 전화하세요. 이번 토요일에 보고서를 꼭 제출하세요. 이번 토요일에 보고서를 꼭 제출하세요. 한가하면 동료를 도와주세요. 한가하면 동료를 도와주세요. 제 생일날에 와주세요. 제 생일날에 와주세요. Ví dụ thứ nhất, 지금 là bây giờ, 저는 시간이 없어서, bây giờ thì tôi không có thời gian, cho nên ngày mai hãy gọi điện lại. Xin ngày mai hãy gọi điện lại cho tôi. Nên là ngày mai thà si là lại và chân hoa hà tà chân hoa hát xèo là xin hãy gọi điện. Bây giờ thì tôi không có thời gian, nên ngày mai hãy gọi điện lại cho tôi. Ví dụ thứ hai, 이번 토요일에 보고서를 꼭 제출하세요. 이번 토요일, 토요일 là thứ bảy, và 이번 토요일 là thứ bảy này. 보고서 là báo cáo. 보고, các bạn thấy từ 보고 có nghĩa là báo cáo, nó cũng hơi giống tiếng Việt của chúng ta. Thế là thêm cái từ sơ vào là chỉ đó là một cái văn bản, thì người ta dùng là 보고서. 꼭 제출하세요. 꼭 ở đây có nghĩa là nhất định, chắc chắn, nhất định là phải nộp cái bản báo cáo thứ bảy tuần này, thì nhất định phải nộp cái bản báo cáo này. 제출하다 là sử dụng trong những cái trường hợp là khi mà chúng ta phải nộp này, hay là chúng ta phải trình một cái giấy tờ gì đó, hay là đệ trình lên cấp trên, hay đến một đâu ở đến một chỗ nào đó, một cái giấy tờ, một tài liệu nào đó, thì người ta thường dùng từ 제출하다. Ví dụ thứ ba, 한가하면 동료를 도와주세요. 한가하면 동료를 도와주세요. 한가하다 là rảnh rỗi. 한가하다 rảnh rỗi. Nếu mà rảnh rỗi, 한가하면, nếu mùa mùa miền, đồng nhiêu là bạn đồng nghiệp, những người cùng làm trong một cơ quan. Toa chú sẻo, nếu mà rảnh rỗi thì hãy giúp những cái bạn đồng nghiệp, những cái người bạn bạn cùng làm việc. Thế và ví dụ cuối cùng, chế sinh nhật là để quà chú sẻo, chế sinh nhật là để quà chú sẻo. Sinh nhật là sinh nhật, sinh nhật là ngày sinh nhật. Vào ngày sinh nhật của tôi, chề là nguyên dạng của nó là chờ ơi, chắc các bạn vẫn còn nhớ. Chờ, ui, chờ là tôi. Thế và ui là đại từ sở hữu. Thế nhưng mà nó cái này nó đã biến đổi sang thành chề, rút gọn lại. Chờ ơi sẽ biến đổi thành chề. Chề sinh nhật là ngày sinh nhật của tôi. Hãy xin hãy đến. Đó là những cái ví dụ trong trong cái trường hợp ngữ pháp, cấu trúc ngữ pháp là cái đuôi câu mệnh lệnh mồm mua CEO. Đó, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học chúng ta đã học từng đó cái cấu trúc ngữ pháp. Thế và tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái phần khác, thì nó không phải là ngữ pháp mà nó chỉ là từ những cái từ vựng thôi, và nó liên quan đến là các cái thứ trong tuần. Hàn Quốc ấy thì người ta chịu cái ảnh hưởng văn hóa Hán, từ văn hóa của Trung Hoa rất là sâu sắc. Bởi vậy mà người ta gọi là thế. Và trong cái văn hóa Trung Hoa thì như các bạn chắc các bạn cũng có biết, thì nó có cái triết lý âm dương. Trong cái triết lý âm dương thì nó có các cái yếu tố trong âm dương, tức là trong trong trời đất ấy, thì nó có các cái yếu tố như là kim mộc thủy hỏa thổ á. Thì người Hàn người ta cũng tiếp nhận cái văn hóa, cái yếu tố văn hóa đó rất là sâu sắc. Thành ra là cái đó nó cũng thể hiện trong 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 đời sống, và cụ thể nhất đó là trong cái lời nói, trong các cái từ của người ta. Người ta cũng áp dụng những cái triết lý đó vào những cái cách dùng từ, ví dụ như là cách dùng từ thứ ở đây. Thì các bạn đọc cùng tôi nhé. Uroil, uroil là thứ hai. Hoa yoil là thứ ba. Su yoil là thứ tư. Mục yoil là thứ năm. Cung yoil là thứ sáu. Thô yoil là thứ bảy. Và yroil là chủ nhật. Ở đây người ta đã
ghép tất cả ghép những cái yếu tố có trong âm dương ngũ hành vào. Thứ nhất là trong âm dương ngũ hành thì có những cái gì bạn? Các bạn kim, mộc, thổ, thủy, hỏa, thổ đúng không? Thì hoa yoin, cái yoin này thì có nghĩa là thứ. Thế còn hoa ở đây có nghĩa là hỏa. Thứ ba thì là hoa yoin, su. Thế và theo tiếng Hán thì cái hoa này cũng là hỏa, tức là lửa. Thế còn su là thủy, tức là nước. Thì thứ tư là su yoin là chính su ở đây chính là thủy. Mộc yoin chính là mộc đấy, tức là gỗ. Thì là thứ năm. Cưng là chính là kim, kim loại thì là thứ sáu. Và thô là thổ, tức là thứ bảy. Thô yoin là thứ bảy. Thế còn uroin và iroin chính là mặt trăng và mặt trời. Uol là nguyệt, tiếng Hán được ra là nguyệt. Uol là, và người ta ghép vào là thứ hai thì là mặt trăng, tức là uroin là thứ hai. Còn in chính là nhật, tức là mặt trời. Thế và là ghép vào yoin và là thì thành ra là chủ nhật. Đó là một trong những cái ví dụ rất là tiêu biểu của cái ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Trung Hoa tới văn hóa Hàn Quốc. Thế và cũng liên quan đến ngày tháng thì tôi sẽ giới thiệu thêm với các bạn các cái từ liên quan đến ngày tháng như sau. Nan cha quan liên, quan liên chính là quan liên, liên quan đó, chính là cái từ liên quan. Nan cha tức là ngày tháng. Các bạn đọc cùng tôi nhé. Il là ngày, chính trong tiếng Hán chính là nhật. Và uol là tháng, tức là nguyệt đó. Thế và tal, uol và tal cùng có cái nghĩa là tháng, thế nhưng cái cách sử dụng thì nó có khác nhau một chút. Ví dụ như trong trường hợp tôi nói là tháng 6 chẳng hạn, các bạn còn nhớ là nó như thế nào không nhỉ? Tháng 6 là trường hợp đặc biệt, không phải là yupul mà là yuol. Yule. Thế thì nhưng nếu như tôi muốn dùng cái từ cũng là từ nói tháng 6 nhưng mà tôi muốn dùng từ tal thì chúng ta sẽ không dùng cái số đếm Hán Hàn như vậy nữa mà chúng ta sẽ phải dùng cái số đếm thuần Hàn, tức là nhục, nhục tức là nhớ sớt 6, tức là nhớ sớt đúng không các bạn? Nhớ sớt tal. Chúng ta sẽ phải nói là nhớ sớt tal chứ chúng ta không nói là nhục tal hay là du tal. Và trong trường hợp này nó sẽ không còn là tháng 6 nữa mà nó sẽ trở thành là 6 tháng. Tức là cái nghĩa của nó đảo ngược lại, tức là nói một cái khoảng thời gian 6 tháng chứ không phải là nói là cái thời điểm của tháng 6 nữa. Đó, nó có cái khác nhau như vậy thì cho nên các bạn là ghi nhớ. World sẽ dùng với cái số đếm Hán Hàn. Thế và nó sẽ chỉ số đếm của từng tháng một. Thế và ta thì nó sẽ chỉ là một cái khoảng thời gian mấy tháng mấy tháng. Thế bạn nó sẽ dùng với số đếm thuần Hàn. Còn niên thì là năm. Niên chính trong 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 tiếng Hán cũng cũng chính là niên đấy, là năm đó. Và các cái ngày thì ơ chê có nghĩa là hôm qua, ô nơ là hôm nay, nay là ngày mai và more là ngày kia. Các bạn đọc lại cùng tôi một lần nữa nhé. Ơ chê, ô nơ, nail, more, hôm qua, hôm nay, ngày mai và ngày kia. Còn đến tháng thì tháng tháng là ta đúng không các bạn? Thế và ở đây nó gắn với cái từ chinata, chinanta. Các bạn thấy ở đây là chinanta thì động từ nguyên thể của nó chinata. Chinata có nghĩa là một cái gì đó đã trải qua, đã qua đi đấy. Thì thế cho nên là nó gắn với cái từ tan thì nó sẽ thành tháng trước, tháng mà đã qua rồi. Chinan tà, Ibon tà là tháng này, tha âm tà là tháng sau. Thế và về năm, chạc niên là năm ngoái, chạc niên năm ngoái. Ure hay là cưng niên là năm nay. Cái liền này các bạn sẽ phải đọc luyến lên cái chữ hiệt. Hiệt là âm vô thanh, thành ra là nó không còn cái âm nữa mà luyến lên thì nó sẽ thành ô rè và cưng liên. Hai từ này có thể dùng hoàn toàn thay thế cho nhau, không có vấn đề gì cả. Và sang năm là nê niên có nghĩa là sang năm. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta đã học được khá nhiều các cái cấu trúc ngữ pháp. Thế và tôi đã bổ sung thêm một số những cái vốn từ về ngày tháng cho các bạn. Vậy thì từ buổi ngày hôm buổi lần sau chúng ta đã có thể nói được ngày tháng năm và thứ rồi,
hôm nay là ngày là thứ bao thứ mấy, ngày bao nhiêu, tháng mấy, tháng năm bao nhiêu, chúng ta hoàn toàn có thể nói được rồi. Các bạn hãy về nhà luyện tập phần này nhé. Và đây cũng là một cơ hội để chúng ta luyện tập lại cái phần số đếm mà chúng ta đã học trong những cái bài trước. Xin chào các bạn và chúc các bạn sẽ vận dụng được tốt những cái cấu trúc mà chúng ta đã học ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại các bạn trong buổi học sau. 안녕히 가세요. 다음에 또 뵙겠습니다.